Hello chào anh em, có mọi người trở lại với channel của mình. Ngày hôm qua và ngày hôm nay trong 24 giờ mọi người nghe đến rất là nhiều đối với đồng AppChốt đúng không? Về sinh thái của AppChốt nữa. Đồng AppChốt thì đã chính thức listing hầu hết tất cả các sàn lớn rồi và nó listing vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Đặc biệt vui hơn nữa đó là nhiều anh chị em chúng ta đã trúng được airdrop và mỗi một ví mọi người được vài nghìn, thậm chí có những bạn được vài chục nghìn luôn. Đặc biệt trên cái nền tảng Telegram mình á, ở trong nhóm của mình thì có một bạn bạn ấy đã được một cái ví, một bạn ăn được 10 ví anh chị em ạ. Rất là kinh khủng luôn, 10 ví 21.000 đô, bạn bán hết hoàn toàn luôn nhé. Đây, mình sẽ show lại cho mọi người xem nhé. Đây là cái lệnh của bạn ấy đây, mọi người thể xem lại các thông tin lệnh của bạn ấy. Bạn show cho mọi người xem luôn là bạn ấy bán được 21.000 đô, một con số rất là kinh khủng và hoàn toàn miễn phí anh chị em nhé. Làm lại không hề khó luôn. Cái job đến từ dự án laptop này khá là dễ luôn anh chị em ạ. Chỉ chúng ta chỉ cần tạo một cái tài khoản mail này và làm chỉ 1-2 phút là xong một mail một tài khoản rồi, chúng ta min được cái NFT về là mọi người đã nhận được cái airdrop từ dự án rồi. Và mỗi một ví mọi người nhận đâu đó khoảng tầm 150 cái đồng áp tốt. Bán đi thì bạn ấy bán tất cả đi đâu đó khoảng được 21.000 đô. Nhưng mà nhiều người chúng ta trúng và chúng ta bán được cực kỳ là nhiều đó. Có bạn còn bán được lệnh 50 đô, lúc 50 đô một ví mà bán được 7.500 đô. Rất là kinh khủng đúng không anh chị em? Đó, cho nên chúng ta đừng bỏ qua những kèo airdrop miễn phí nhé. Quay trở lại với chủ đề của clip này đây, thì ngoài AppChốt ra hiện tại chúng ta còn đang quan tâm đến một dự án nữa, đó dự án Sui Blockchain. AppChốt thì đã mainnet rồi, đã airdrop rồi, ở cái vòng đầu tiên thì 20 triệu đồng token rồi, và còn cái Sui Blockchain thì cũng đã đang gọi là chuẩn bị, thì chưa biết được kỹ rằng là thông tin sắp tới Sui Blockchain có airdrop hay không và khi nào sẽ mainnet ấy. Nhưng mà chúng ta cứ tranh thủ mà làm đấy nhé. Những ai mà trải nghiệm sớm dự án như kiểu là AppChốt thì chúng ta sẽ nhận được rewards tiếp từ dự án nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng xem qua một chút ạ. Hiện tại đây cái mùa downtrend thì khá là ít các cái dự án airdrop cho người dùng và mainnet, bởi vì là downtrend thì thường mainnet sẽ không có nguồn vốn đổ vào nhiều đâu. Nhưng mà có hai dự án được nhắc đến rất là nhiều bởi cái quỹ đầu tư của nó vào nhiều ạ. Trong đó có AppChốt là 350 triệu đô đúng không? Hoặc là Sui Blockchain thì cũng được Binance đầu tư gần đây với vòng Series B lên đến là 300 triệu đô. Đó, 300 triệu đô đây được đầu tư thẳng vào Mission Lab. Mission Lab thì nó là một cái công ty phát triển cho cái dự án Sui này, là một cái blockchain layer 1 đó. Cụ thể như nào anh chị em có thể đọc trực tiếp trên Binance anh chị em nhé. Quay trở lại với chủ đề về airdrop, thì trước tiên để chúng ta làm rejoin tiếp trên mạng lưới của Sui Blockchain ấy, chúng ta sẽ cần phải có cái đồng Sui. Đồng Sui hiện tại ở trên mạng lưới của Sui Blockchain thì chưa mainnet cho nên chỉ có Depnet thôi. Mọi người biết là chúng ta sẽ cần phải vòi giống như ở bên AppChốt đó nhé. Chúng ta sẽ cần phải có một cái ví đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải ví này. Ví thì mọi người lên Chrome thôi. Chúng ta sẽ dùng trực tiếp trên điện thoại, máy tính mọi người nhé. Xin lỗi mọi người, máy tính thì dễ dùng hơn. Cái link để chúng ta có thể tải ví mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của clip này luôn nhé. Đó. Thì sau khi mà mọi người click vô link này thì nó sẽ hiển thị ra cái chỗ Sui Wallet ấy. Đây này. Cái này hiện tại thì mình click vô đây thì nó đang bị lỗi. Nói chung là mọi người sẽ chọn vô vào cái chỗ mục mà tiện ích Google anh chị em nhé. Đó. Nó sẽ chuyển cho mọi người cái link đến tiện ích Google thôi. Đây, công cụ và đến cái mục gọi là tiện ích Google này. Chúng ta gõ cái đồng Sui ra thì nó sẽ ra cái Sui Wallet này. Lát nữa mình sẽ để lại cái link để cho chúng ta có thể tải được cái app này về. Và sau khi tải app về chúng ta cài như kiểu MetaMask thôi nhé. Tạo ví như MetaMask bình thường, không có cái gì khó khăn cả, và mọi người nhớ lưu lại cái private key của cái này thôi là xong nhé. Ok, vậy đây thì mình đã xong rồi. Và sau khi mà chúng ta tạo xong rồi, chúng ta sẽ cần phải có cái đồng Sui này. Cái đồng Sui này thì hiện tại chúng ta không thể mua đâu được mà chúng ta chỉ có thể vòi thôi. Đó, bây giờ mình sẽ dẫn cho mọi người vòi nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cần vòi thì chúng ta sẽ cần phải có một cái tài khoản Discord. Thì tài khoản Discord mọi người biết rồi đúng không? Làm airdrop nhiều mọi người quen rồi. Và cái link để join vào Discord thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video luôn. Đó, sau khi mọi người join vào Discord xong này thì chúng ta sẽ join vào trong cái Discord của cái dự án Sui. Đây là cái Discord của dự án Sui nhé. Thì chúng ta xác minh xong kéo xuống dưới, chúng ta sẽ tìm đến cái chỗ Depnet Faucet. Đấy, mọi người nhìn chưa? Depnet Faucet anh chị em nhé. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ click vô đây. Và mọi người sẽ làm như sau, chúng ta sẽ vào cái ví của mọi người này, copy cái địa chỉ ví này nhé, copy địa chỉ ví Sui của mọi người này. Đó, copy địa chỉ ví Sui này và chúng ta dán vô đây đó, và chúng ta sẽ thêm thêm cái dòng này nhé, chúng ta sẽ copy cái chỗ mà dấu dấu gì, dấu than và faucet đấy nhé. Đó, ok này, tách ra này đó, và chúng ta sẽ ấn gửi đi đó. Và khoảng thời gian đâu đó chỉ vài phút thôi là anh chị em ta sẽ nhận được cái đồng xu, dự án sẽ gửi file set cho mọi người. Xin lỗi mọi người bởi vì là mình làm rồi nhưng làm lại nó sẽ báo như vậy đấy. Đó thì sẽ hiển thị đây là cái đồng xu hiện tại mình đã được claim về ví. Ok, và xong cái phần Discord, xong ví rồi, chúng ta sẽ sang cái bước tiếp theo, đó là bước trải nghiệm dự án để có cơ hội nhận rejoin tiếp anh chị em nhé.
bởi vì là retry tip cho nên chúng ta làm không thể biết được lúc nào dự án sẽ cho đâu, chúng ta chỉ gọi là làm liên tục thôi. Làm liên tục thì may dự án cho thì mọi người sẽ kiếm được tiền miễn phí đúng không, như tự dưng ngày hôm nay tự dưng có vài chục triệu đúng không, vài trăm triệu đó. Ok, và dự án đầu tiên mình sẽ cập nhật cho mọi người trong clip này đây, đó là cái dự án Move. Cái dự án MoveX này thì nó là một cái nền tảng sàn AMM của cái hệ sinh thái trong Sui Blockchain. Thì sau khi mà chúng ta vô đây á thì mọi người sẽ kết nối ví nhá. Đó, mình sẽ disconnect lại này, kết nối với ví Sui Wallet này. Đó, sau khi kết nối ví xong á thì ở trong cái dự án này á nó lại chỉ có hai cái đồng token để chúng ta swap thôi, đó là đồng DAI và đồng USDT. Cho nên là hiện tại chúng ta không có đồng Sui đây, thì mọi người sẽ chọn sang cái mục claim test token đó. Ở đây thì nó sẽ cho mọi người claim miễn phí luôn hai cái đồng token này đó. Mọi người claim miễn phí xong nhá thì chúng ta sẽ quay trở lại sàn DEX này và chúng ta sẽ swap đi swap lại thôi, swap đi swap lại hai cái đồng coin này thôi. Ví dụ mọi người swap 100 cái đồng này đấy, tương tự như vậy swap lại thôi. Đây mình sẽ ví dụ làm cho mọi người luôn nhá. Ok này, mình sẽ swap 100 cái đồng token này DAI sang USDT nhá, và mọi người làm lại làm đi làm ngại lại thôi, bởi vì cái này miễn phí mà, cho nên chúng ta cứ chịu khó mà làm nhá. Chọn approve xong thì nó sẽ có biểu tượng quay tròn tròn này, nó đang chạy này đó. Đợi một chút thôi là xong cái lệnh này. Đó, như vậy là chúng ta đã xong rồi, và mọi người có thể kiểm tra các cái lịch sử thông tin giao dịch ở đây. Ví dụ như kiểu mình vừa swap xong này, hiện tại mình còn 188 USDT và DAI thì mình có 579 đồng, mọi người có thể swap ngược lại được nhé. Ngoài ra thì mọi người có thể trải nghiệm thêm cái pool nữa. Đó, pool thì đây mình đã tạo một cái pool rồi, thì mọi người cũng làm tương tự như kiểu bên swap thôi, chọn bên này DAI này, chọn dưới này sẽ là USDT chẳng hạn này, thì mình sẽ tạo một cái pool đó và chọn supply là xong thôi anh chị em nhé. Đó, mọi người có thể chọn bất kỳ nào cũng được, mình sẽ chọn ví dụ 100 đồng này đi, chọn supply là xong nhé, approve này đó, rất là dễ thôi. Mọi người trải nghiệm càng nhiều thì sẽ có cơ hội dự án sẽ cho mọi người càng nhiều các cái retry tip khi mà nó ra token nhé anh chị em nhé. Đó, như vậy thôi là xong xong cái dự án đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với dự án thứ hai ở trên nền tảng của Sui Blockchain, đó là dự án Blue Move. Cái này nó là một cái nền tảng, nó giống như kiểu là cái OpenSea mọi người ạ, nó là cái marketplace. Thì chúng ta có thể là trải nghiệm mua thôi, trên marketplace thì chúng ta chỉ có thể là mua bán các NFT mà thôi mọi người nhé. Trước đây thì nó có cái mini NFT miễn phí này này, nhưng mà nó hết rồi, nó hết lượt rồi, hiện tại thì nó đã sold out rồi đó. Thì bây giờ chúng ta có thể mua trực tiếp, hiện tại thì mình có thể mua, mình thử mua một vài NFT, click vô thì nó đang bị lỗi, nó chưa hiển thị ra, thì mọi người có thể là trải nghiệm sau được nhé. Nói chung là mọi người cứ tham gia mua thôi, hiện tại đây chỉ có mua và bán thôi. Trải nghiệm những cái ban đầu của nó thì mọi người sẽ nhận được retry tip nếu mà nó ra được token đó. Và chúng ta sẽ đến với dự án thứ ba, đó là dự án Sui Name Service. Cái dự án này thì nó làm về cái mảng tên miền, và chúng ta sẽ min tên miền giống hầu hết tất cả các cái nền tảng khác trên Binance hoặc là trên Ethereum đúng không? Ở đây thì mọi người có thể gõ bất kỳ một tên miền nào đó. Đó, mọi người nhớ là hiện tại chúng ta sẽ cần phải có cái Sui trong ngoài để làm ví gai nhé. Đấy, ví dụ mình ghi 5679 thì hiện tại đã có người sử dụng rồi. Mọi người sẽ tự tạo những cái tên miền riêng thôi. Cái này khá là nhiều người, chứng tỏ là nhiều người họ đã gọi là claim tên miền rồi anh chị em ạ. Đó. Rồi ok, mình sẽ tạo vừa một tên nhá anh chị em nhá. Đó, mọi người nhìn chưa, hiện tại nó hiển thị ra như này là chúng ta có thể claim được. Đó, mọi người claim thôi, approve là xong nhá. Rất là dễ và đơn giản thôi anh chị em nhá. Sau khi mà chúng ta claim xong á thì chúng ta đã trải nghiệm xong cái phần min rồi, chúng ta có thể chọn là active name luôn nhá. Mọi người nhớ rằng là hiện tại đây chỉ là bản dev test thôi nhé, cho nên những cái tên miền này sau này không có giá trị đâu. Đó, như vậy thôi, trải nghiệm đi lại thôi là chúng ta đã xong được cái dự án thứ ba rồi, đến dự án cuối cùng đi. Bởi vì hiện tại các cái nền tảng DApp ở trên Sui nó còn ít đó, nó không phát triển mạnh được như kiểu bên Aptos đâu. Cho nên dự án này mặc dù là cũng gọi vốn được lớn đấy, nhưng mà hiện tại thì các DApp phát triển chưa được nhiều nhé. Cái dự án thứ ba đó, dự án Sui Swap, nó là một cái AMM DEX ở trên nền tảng của Sui. Mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái dự án khả năng sẽ được retry tiếp nhiều này. Bởi vì trước đây thì có khá là nhiều AMM đã retry cho chúng ta đúng không? Đây ok, chúng ta sẽ chọn vào connect nhá. Connect nhá, ok. Và đây chúng ta có thể là swap bất kỳ những cái đồng coin nào đó, ví dụ như kiểu đồng coin Sui này, đấy sang cái nền tảng một cái đồng coin khác như BTC chẳng hạn, ví dụ như vậy đi nhá. Mình sẽ swap ở đấy khoảng tầm 300 cái đồng Sui đi. Đó. Thì chúng ta sẽ nhận được lần này này, đấy, ví dụ như kiểu 1.000 đồng đi. Đó. Thì chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu BTC đó. Đó, mọi người đợi một chút này, chọn approve là xong nhé. Mọi người nhớ là trải nghiệm đi, trải nghiệm lại nhé. Trải nghiệm nhiều thì nó sẽ có cơ hội nhận được nhiều hơn. Đó. Ok, như vậy thôi. Cái này hiện tại nó còn đang khá là sơ khai, cho nên nó chỉ có những cái swap đơn giản. Thì chúng ta có swap đi, swap lại để có thể là nhận được những cái token của nó khi mà nó gọi là bắt đầu mainnet anh chị em nhé.
Đó, trên đây thì mình đã gọi là hướng dẫn cho anh chị em chúng ta tham gia trải nghiệm những cái dự án ban đầu trong hệ sinh thái của Su Blockchain. Nếu mà dự án Su Blockchain ra thì may ra nó sẽ nhận được rejoin tip. Còn sắp tới mà có những thông tin nào thì mình sẽ update tiếp tục cho mọi người trên nền tảng YouTube và trên Telegram nhé. Mọi người nhớ ấn một like video cũng như là subscribe kênh YouTube để không bỏ lỡ tất cả nội dung nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau.